Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của mình. Hiện tại mình đang ở khu vực chợ ẩm thực của chợ phiên Bắc Hà nha các bạn nhé. Nơi đây thì có rất nhiều món đặc sản. Hôm nay mình sẽ mời các bạn theo chân mình khám phá khu vực chợ phiên này nhé. Ok, mời mọi người theo chân mình. Nói chung là các quán phở ở đây là cực kỳ đông khách nha các bạn nhé. Ăn gì? Đây là thịt lợn này chú. Hả? Đây thịt lợn. Đây toàn bộ thịt lợn. Thịt gì đấy? Thịt gà lắm. Thịt gà. Thịt lợn đấy, thịt gà nhé. Có các ngựa đi bên kia. Hôm qua đã bảo rồi. Nào chú chiếm đâu? Anh em chụp cái gì không? Tâm
không có anh ạ, anh biết ở chỗ nào anh? Hả? Bây giờ nó không uống rượu. Một quay mày làm lại. Cô làm một bát phở chế đi cho chú này. Cô đi em ơi. Vừa ăn xong mà. À đúng rồi. Hôm nay rất đặc. Hôm nay 500 chín hẳn được. Dạ. Rồi. Vâng. Mua thêm. Ở các bạn ơi, những quả tim lợn khá là to này, trông cực kỳ ngon nhá, kể cả chân giò này khá là ngon luôn. Quay cái gì đấy, bận chạy linh tinh hết. Quay đi. Đây bao tiền bát hả cô? 30 à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mái tôn này là nhà mình sẽ làm hết là đầu tiên hết là 6 triệu mình làm hết rồi, còn chỗ này là còn hết 500. Là 500 là được rồi. Còn hết 50.000. Còn hết 50.000 rồi đấy. 50.000 rồi này phải nhớ. Nhưng mà nhà thì cũng không được rồi. Mình bỏ tiền chúng ta rồi. Đây là chỗ tạo mới nó đang xây chợ trên tiền. Cho 60.000 rồi lấy cho 100.000 nhé. Có tụa 34 thì bắt được, 34 mà về nó có lại. Bé chắc là bán được. Ê, đưa về cho mẹ nào. Nó có to, con to nó không bán, nó gửi con bé. Em đi xem rồi. Mía hồng kia, mía bắt hai con này về. Đây không trần à? Đúng rồi. Nó ướt để trần hát rồi. Không phải, nó hai thằng trông. Cái nhà. Bây giờ cho bằng cái tư bóng trong nước vào nhà đồ ăn là được rồi. Không trần. Còn ở chỗ này là ít nội tạng của ngựa nha các bạn nha, lòng rồi gan rồi phổi này, người ta dùng để thái ra ăn đấy các bạn nha. Luộc chín rồi, bây giờ ăn bao nhiêu, ai ăn bao nhiêu thái ra bấy nhiêu các bạn ạ. Khá là ngon nha. Cái này thịt gì đấy à chị? Dê em. Dê ạ? Ở cái lá gì đấy à chị? Lá thang cố. À, lá thang cố à? Cái lá thang cố để cho nồi thang cố đấy. Đây, khu vực này có rất nhiều quán thang cố nha các bạn nha. Trông khá là ngon và hấp dẫn luôn này. Cực kỳ ngon nhá. Đây, thang cố trâu này. Không có chả ngon ở này, các lòng phèo gần nước hết. Vâng. Từ mấy đào phèo. Thắng cố ngựa đúng không ạ? Từ miếng đi. Thôi ạ. Từ miếng này ngon. Vâng, vâng. Trông khá là ngon các bạn ạ. Ngon lắm. Vâng. Thử anh em đấy. Vâng. Còn bên này là người ta bán ít. Hết là chưa hết lại làm chảo. Như tuần trước ấy là tầm chưa là hết một chảo luôn. Vâng. Bên này một ít thịt gà luộc rồi là ít thịt lợn nha các bạn nhé.
Ừ, gà đen đấy nhỉ, gà đen gà bản đấy. Thao. Cái số nhật thái cao gì đấy anh? À, cái này là cái trong ban là cái gì đấy? Bánh ngô. Bánh đúc ngô à? Vâng. À. Ngon đấy nhỉ. Mỡ to ấy. Đây chính là cái bánh đúc ngô ấy các bạn ạ. Cái mà cái chỗ vừa nãy mình quay mấy ông anh kia đang ăn đấy các bạn nhá. Đây người ta làm từ bột ngô ấy. Trông khá là ngon nha các bạn nhá. Bánh đúc ngô này nhìn hay nhỉ cô nhỉ. Đây có mấy ông cụ đang ngồi nhâm nhi vài chén rượu nha các bạn nhá. Phải là đúng rồi mà. Nói chung là đặc trưng ở vùng cao ấy là ăn đi. Nói chung là đặc trưng ở vùng cao ấy là đi chợ ăn bún là phải ăn phở, ăn uống rượu nha các bạn nha. Đây là cái chỗ này người ta bán mèn mén này các bạn ạ. Một trong những cái bản sắc dân tộc của đồng bào Hơ Mông trên khu vực Lào Cai mình đấy các bạn ạ. Cái củ này là củ gì đấy bà? Măng đằng à? Để làm gì đấy bà? Đun nước uống à? Có tác dụng gì à? Tác dụng là cái người đau đầu áp cong. À thế à? Chữa huyết áp cao và chữa bệnh đau đầu à? À. Chào bạn Đắc Hòa.